10 truyền thuyết đô thị nổi tiếng nhất ở Đài Loan. Tuy đa số chúng đều được truyền miệng và ít nhiều đều bị khuếch đại, nhưng chúng vẫn trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trong suốt nhiều năm liền. Dưới đây là 10 câu chuyện truyền thuyết đô thị nổi tiếng nhất được truyền lưu ở Đài Loan, hầu hết đều có thể tìm thấy trên các trang mạng vì có rất nhiều dị bản khác nhau. 10. Nhà vệ sinh phía Tây thành công lĩnh. Những câu chuyện kinh dị trong quân đội xưa nay không hề ít, nổi tiếng nhất ở Đài Loan phải kể đến câu chuyện ở nhà vệ sinh phía Tây thành công lĩnh. Thành công lính là khu vực quân sự được Bộ Quốc phòng Đài Loan dùng để huấn luyện lính mới. Diện tích khu vực này cực kỳ rộng lớn, có thể chứa được hơn mấy chục ngàn người, nhưng hầu hết các khu nhà bên trong đều khá cũ kỹ, một số còn được xây lẫn giữa rừng cây để cho các tân binh dễ dàng tập luyện khi cần thiết. Ở khu vực phía Tây có một khu nhà vệ sinh, nơi này luôn rất bí ẩn, nghe đồn bất kỳ người nào mới đến đều sẽ bị những người vào trước, thậm chí là đội trưởng dặn dò không được bén mảng đến đó. Một cô gái từng chia sẻ trên mạng rằng trong quá trình luyện binh, bạn trai cô từng được điều đến khu vực này. Lúc vào anh chàng cũng được cảnh cáo là chớ nên bén mảng tới khu nhà vệ sinh phía Tây, nhưng anh chàng gan lớn và lại cũng không tin chuyện ma quái lắm, thế là một đêm nọ anh chàng chạy tới xem thử thế nào. Tối đó về phòng, anh chàng mơ thấy một cô gái nhờ mình giúp đỡ, anh không thèm để ý tới cô ta, nhưng khi giật mình tỉnh lại, thì thấy một cô gái trôi nổi trên đầu mình, mặt nhìn thẳng xuống, cực kỳ đáng sợ anh ta kinh hãi lấy bùa hộ mệnh gia đình ép đem theo quăng vào người cô gái kia rồi bỏ chạy thục mạng không ít cư dân mạng khi đọc được cũng chia sẻ câu chuyện của mình có người nói trước đây có rất nhiều tin đồn về khu nhà vệ sinh ở thành công lính thậm chí những ai từng đi lính ở đây đều có nghe nói hoặc từng trực tiếp gặp phải chuyện ma quái như khi đi vệ sinh nghe có tiếng người ca hát nhưng đi tìm thì không gặp có người còn bảo đang đi vệ sinh thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập nhưng mở ra thì không thấy ai, cũng chẳng nghe được tiếng bước chân gì. Vài người biết chuyện kể lại rằng khoảng 10, 20 năm trước ở thành công lĩnh từng xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân khi ấy là một cô gái còn rất trẻ. Trong ngày thăm người thân hàng năm, cô ta đã đến thành công lĩnh thăm bạn trai, nhưng lại bị mấy gã khốn bắt và cưỡng hiếp. Sau đó vì quá đau đớn, xấu hổ, nên đã nghĩ quẩn và treo cổ tự sát trong nhà vệ sinh phía Tây, sau đó bạn trai cô cũng tự sát theo từ đó về sau khu nhà vệ sinh phía tây thường nghe được những tiếng động lạ, hoặc gặp phải những chuyện không thể giải thích, có người còn nói nếu ai vô tình đi vào khu nhà vệ sinh này, nhẹ thì mang bệnh vào người, nặng thì nằm liệt giường. 9. Ma thần tử, theo lời đồn, hầu hết các ma thần tử đều có vóc dáng nhỏ thó nhưng bù lại động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Chúng thường mê hoặc, giở những trò đùa hù dọa con người, thường xuyên lừa gạt trẻ con, người già đi vào trong rừng, tuy nhiên chúng cực kỳ sợ hãi tiếng động lớn hầu hết các địa phương ở Đài Loan đều có truyền thuyết về việc những đứa trẻ, những bà lão, ông cụ bị ma thần tử giấu đi hoặc bắt cóc, khá giống với truyền thuyết về Kamikakushi ở Nhật. Khi có tin đồn về ai đó bị ma thần tử bắt cóc, người dân trong khu vực sẽ đi cúng vái thần linh mà họ thờ phụng như vương gia, hào gia, nhờ thần linh đi tuần, rồi đi khắp thôn làng gõ chiêng trống, đốt pháo để đuổi ma thần tử đi, đồng thời tìm kiếm người bị mất tích. Những người bị mất tích thường nói mình bị một kẻ có vóc người nhỏ thó mời ăn cơm, đùi gà, canh hầm, rồi mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại thấy miệng đầy phân, xác côn trùng, cành khô hoặc đất đá. Ngoài ra ở một số nơi, người ta miêu tả ma thần tử là một người thấp lùn như trẻ con, mặc quần áo đỏ đi giày đỏ, đầu đội mũ đỏ, thường xuyên lừa con người vào trong núi, dụ dỗ họ thắt cổ chết. Câu chuyện nổi tiếng nhất về ma thần tử diễn ra vào những năm dân quốc 40. Hôm nọ, có một công nhân khoảng 30 tuổi làm trong xưởng trà bị mất tích, người ta chia nhau đi tìm suốt mấy ngày vẫn không thấy, bắn qua hơn 10 hôm, có người vô tình phát hiện công nhân mất tích kia nằm hấp hối đằng sau nhà xưởng, miệng đầy run rán, tình huống khá nguy kịch, nhưng may mà vẫn cứu được. Những nhà dân tộc học ở Đài Loan từng phân tích về hiện tượng này, cho cho biết, khi con người nhìn thấy động vật đáng yêu đều sẽ muốn bắt về nuôi, chăm chút và đút chúng ăn những thứ con người cho là chúng ăn được, nhưng chỉ sau mấy hôm, những động vật này thường sẽ suy yếu và chết đi. Hành vi của ma thần tử cũng tương tự như vậy, chúng thích bắt những người chúng cho là thú vị về nuôi, đút những thức ăn chúng thường ăn cho vật nuôi của mình, mà thức ăn của chúng là các loại run rán, bùn đất, nên nếu may mắn tìm được sớm, người bị chúng bắt còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu quá trễ họ cũng sẽ giống những động vật bị con người bắt nuôi, chết dần chết mòn. 8. Lâm đầu tỷ Lâm đầu tỷ là câu chuyện dân gian lưu truyền rộng rãi nhất ở Đài Loan, câu chuyện về lâm đầu tỷ thường có hai phiên bản một phiên bản được trích từ tập hợp những câu chuyện về hòn vọng phu trong những câu chuyện ấy thường có một người phụ nữ nuôi con một mình ngày ngày đứng trông chồng về nhưng người chồng đi mãi không về một phiên bản khác là lâm đầu tỷ bị gã chồng khốn nạn của mình phụ tình diễn biến câu chuyện và kết cục của lâm đầu tỷ trong mỗi phiên bản lại mỗi khác nhưng điểm chung đều là sau khi bị lượt tiền lừa sắc nữ chính sẽ đi vào rừng thắt cổ tự sát sau khi chết đoan hồn cô không cách nào siêu thoát và trở thành lâm đầu tỷ câu chuyện về truyền thuyết vòng phu làng nọ có một người phụ nữ, vì chồng theo thuyền rời bến đi xa, đi mãi không thấy về, nên ngày ngày cô ra đứng ở bến thuyền đợi chồng trở về. Năm này tháng nọ trôi qua, cô đợi mãi vẫn không thấy người thường về, cuối cùng khóc chết dưới tán cây dứa gai trong tiếng chung cây dứa gai được gọi là lín tó lâm đầu. Oan hồn cô không thể tiêu tan, vì thế cứ quanh quẩn mãi bên những tán dứa gai từ đó về sau người dân địa phương thường trông thấy hồn ma nữ quỷ tóc xóa dài che mặt đi dọc theo bờ biển gần những bụi dứa gai, nên gọi hồn ma đó đó là lâm đầu tỷ. Câu chuyện về gã đàn ông bạc tình, cuối đời thanh, ở phía tây nam xích khám lâu, đài nam, có một quả phụ tên Lý Chiêu Nương sống cùng ba đứa con thơ. Mấy năm trước chồng cô lên thuyền đi xa làm ăn, không may gặp sóng lớn, con thuyền bị đánh chìm ở eo biển Đài Loan, chồng cô cũng rớt xuống biển qua đời. Sau khi chồng qua đời, Lý Chiêu Nương dựa vào di sản chồng để lại, một mình nuôi dưỡng ba đứa con. Trong thời gian khó khăn này, chú Á Tư bản thân của chồng cô thường hay đến nhà giúp đỡ, từ đó cả hai dần nảy sinh tình cảm. Chuyện này nhanh chóng bị hàng xóm chung quanh biết được, họ xa lánh, trách móc, xỉ và cô, nhưng vì chú Á Tư từng thể sẽ luôn ở bên chăm sóc cô và các con, nên Lý Chiêu Nương bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, quyết ý gả cho chú Á Tư, đồng thời giao hết tài sản của chồng cho hắn xử lý nhưng chu á tư tiếp cận lý chiêu nương chỉ vì tài sản của cô sau khi lấy được gia sản hắn bỏ một số tiền lớn mua long não và đường đỏ vận chuyển đến hong kong nhờ đó thu về một mớ lái cách xù ngay sau khi tích góp đủ tiền hắn lập tức trở về sán đầu quảng đông cưới vợ mới vứt bỏ lý chiêu nương đang một lòng một dạ đợi mình ở đài loan lý chiêu nương không hề biết chuyện vẫn chờ đợi chu á thư về nhưng chờ mãi vẫn không có tin tức gì chẳng mấy chốc cô đã xài hết tiền chồng trước để lại không tiền không bạc, lại bị hàng xóm khinh ghét, Lý Chiêu Nương không cách nào nuôi nổi ba đứa trẻ, ít lâu sau, hai đứa con cô lần lượt chết vì đói rét. Vì quá đau lòng nên trong một đêm mưa, Lý Chiêu Nương đã bóp chết đứa con út rồi treo cổ tự sát trên cây dứa gai. Từ đó về sau, trong khu rừng dứa gai, người ta thường nhìn thấy bóng một ma nữ bay qua bay lại ven bìa rừng. Dân địa phương thấy thế rất sợ hãi, vì để được an bình, họ bèn xây miếu thờ cúng, tôn xương ma nữ là lâm đầu tỷ nhưng miếu thờ vẫn không thể xua tan oán khí của lý chiêu nương cô vẫn âm thầm chờ đợi mong báo được thù ngày nọ trong cơn mưa to một thầy bói đến từ sán đầu chạy vào miếu chú mưa oan hồn lý chiêu nương xuất hiện kể lại chuyện đời mình nhờ thầy bói giúp đưa mình đến sán đầu tìm chu á tư thầy bói nghe xong chuyện đồng ý giúp đỡ sau khi đến được sán đầu oan hồn lý chiêu nương bay thẳng tới nhà tìm chu á tư đòi nợ chu á tư hoảng sợ hóa điên thường xuyên thì thào tự trách cuối cùng cầm dao giết vợ và hai đứa con rồi tự sát. Mỗi một nơi lại có những chi tiết khác nhau, như người đưa Lý Chiêu Nương đến sán đầu không phải thầy bói mà là nha dịch, kẻ lừa Lý Chiêu Nương không phải bạn tốt của chồng cũ mà là du côn địa phương. Có nơi nói miếu thờ không phải người dân lập, có nơi lại bảo oan hồn Lý Chiêu Nương sẽ phù hộ những kẻ cờ bạc, tuy nhiên dù là bản nào thì Lý Chiêu Nương cũng sẽ tự sát dưới cây dứa gai và hóa thành lệ quỷ.